Vâng, chào mừng toàn thể các bác và toàn thể quý anh em tiếp tục quay trở lại với kênh của Khang Minh JBL, một kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh Pro Mỹ bãi hàng tuyển chọn. Và tiếp theo video giới thiệu hàng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 3 nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Khang Minh xin trân trọng giới thiệu đến các bác và quý anh em cặp loa phun đơn, cặp loa rất đặc biệt, đó là MJ925 phiên bản gỗ lạng. Trên video này Khang Minh sẽ quay ở trong nhà cặp loa này, bởi vì bây giờ cũng là đang là buổi sáng sớm ngày Chủ nhật và Khang Minh hôm nay cũng có công việc nhà. Quay xong video Khang Minh sẽ đóng cửa hàng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày ra thì Khang Minh sẽ quay cặp lại ở trong nhà, bởi vì nó lửa sáng lửa tối. Các bác và quý anh em cùng xem và chiêm ngưỡng cặp 925 Khang Minh thực hiện quay và giới thiệu đến mọi người trên kênh ngày hôm nay. Bây giờ Khang Minh xin mời các bác và quý anh em chúng ta tiến vào trong những đoạn video chậm rãi, chi tiết để mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng cặp 925 này. Thì trong năm Khang Minh có cung cấp đi hai cặp 925 cái phiên bản gỗ lạng này. Và ngày hôm nay Khang Minh chính thức lên kênh giới thiệu thêm một cặp nữa Khang Minh về được trong thời gian vừa qua. Các bác và quý anh em cùng xem. Vỏ gỗ lạng, gỗ óc chó, một trong những cái loại gỗ mà được các hãng âm thanh trên thế giới nó dùng để làm vỏ gỗ cho những cặp loa audio high-end nghe nhạc đắt tiền. Và 925 phiên bản gỗ lạng, các bác cùng xem cái vân gỗ này cực kỳ đẹp luôn. Khang Minh sẽ quay cặp này từ đằng sau cho tới đằng trước, bởi vì đằng sau thì nó cả một cái thân gỗ, mặt trước thì nó là vẫn là tiếng loa các thứ bình thường như là 925. Mỗi một thùng nó sở hữu một chiếc bát 40, một chép kèn chạy củ chép 2418H, củ bát 30 2032H, phân tần hai lớp, cực kỳ đáng chơi, cực kỳ đáng sở hữu chơi trong không gian gia đình, bởi vì các bác anh cùng xem nó rất là sang trọng. Vỏ gỗ lạng chứ không phải là vỏ da. Các bác cùng xem này, mỗi một góc quay nó đưa ra một cái màu khác nhau, bởi vì ánh sáng. Và cái vỏ gỗ lạng này thì Khang Minh quay ở trong nhà, nó mang những cái ánh sáng nó chiếu xuống của bóng điện trên Khang Minh thì nó thật hơn là so với quay ở ngoài ria bên ria đường kia, bởi vì bây giờ cũng đang sáng sớm, Khang Minh cũng không thể quay bên ria đường được, thời tiết nó rất là tối, trời lại đang mưa phùn, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mỗi một góc quay nó lại đưa ra một cái màu khác, nhưng mà bây giờ Khang Minh sẽ quay cái bên hông nha, bên hông từng cái màu này các bác và quý anh em đang xem nó tương đối là thật nhất này, nhưng mà Khang Minh di chuyển sang đây nó lại một màu khác, di chuyển sang đây lại một màu khác. Cái cặp này Khang Minh về được trong hai cái cặp trong năm Khang Minh cung cấp đi thì nó khác màu một chút. Cặp 25 cặp 22 cặp trong năm mà Khang Minh cung cấp đi thì nó màu đỏ đỏ. Cặp này nó màu kiểu màu lâu, giống kiểu màu châu Âu hơn. Hai cặp trong năm Khang Minh cung cấp đi nó đỏ. Nó tương tự như là cửa hoặc là đồ gỗ, hoặc là ví dụ như những cái màu gỗ cầu thang trên Khang Minh kia. Cái màu đỏ đấy thì Khang Minh nghĩ cái màu này nó tây hơn, màu nó châu Âu hơn. Màu đỏ quá thì nhìn nó kiểu Việt Nam quá. Quay bên hông. Và vân gỗ cặp này rất là đẹp. Vân nó rất là to vân. Đây các bác cùng xem này. Cực kỳ đẹp luôn. Quay phía sau nha các bác nha.
Khang Minh khui ra cũng chưa có lo chùi gì luôn. Quay luôn video để hơi tối một chút. Mazda 925 made in USA. Đây nữa này các bác này. Tay sách. Tay sách. Loa cái mút chắn bụi còn nguyên nhá các bác nhá. Hơi tối không đi quay ra này cũng không nhìn thấy đâu bởi vì rất là tối. Mút chắn bụi còn nguyên và loa tím ngắt luôn, loa còn thơm, rất thơm. Các bác quý anh em nào quan tâm và sở hữu Khang Minh, mời các bác và quý anh em đến shop để trải nghiệm cặp này. Nội thất như Khang Minh giới thiệu luôn, độ đẹp. Khi các bác sở hữu Khang Minh mở ra xem có đúng như lời Khang Minh giới thiệu hay không nhá các bác nhá. Tím ngắt luôn và đẹp, bên trong nội thất của nó đẹp, sắt xi 7 màu kính cong luôn cặp này. Khang Minh sẽ lia máy quay, lia điện thoại qua mấy góc để các bác xem cái thay đổi cái màu gỗ, bởi vì mỗi một góc nó là một kiểu màu, kiểu ánh sáng khác nhau. Các bác xem nhìn trực tiếp nó sẽ đẹp hơn rất nhiều so với video hoặc Khang Minh quay, bởi vì nó đấy, ánh sáng mỗi một góc một màu rất là đẹp cặp này. Các bác quý anh em quan tâm đến cặp 925 phiên bản của vỏ gỗ lạng này, vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhé. Trên tấm biển này Khang Minh xin dừng video ngắn gọn tại đây, vì hôm nay Khang Minh có nhiều công việc. Khang Minh xin hẹn các bác và quý anh em ở những video tiếp theo lần sau.